Dạ. Thím ba đi đâu về vậy? Em đi chợ mua đồ ăn về để lo buổi trưa nè anh. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy thôi hôm nay Thím ba nấu gì ăn ngon á, để tôi kêu vợ tôi qua đây hai chồng tôi ăn ké. Vợ tôi hôm nay đi coi đất. À, không có nấu cơm. À vậy hả? À. À, nếu mà vậy sẵn tiện hay ghé ăn cũng được. Mà nhà em thì cũng ăn bình thường như mọi ngày thôi. Ủa này nấu món gì? Em làm trứng chiên, rồi miếng canh, rau xào vậy thôi đó. Ủa chú ba cũng ăn bánh này hả? Anh tính mua bánh này qua tặng em. Em có rồi. Vậy thôi để anh mang về anh dùng. Ăn má qua hả? Ừ. À. Em bị thương em mang cái đầu khăn trắng. Em nằm trên cái gối vàng. Anh bước vô anh nhìn sao giống nhà có đám quá. Trời ơi anh ơi. Cũng xém rồi chứ đâu phải là ấy anh. Mà bây giờ ra đường bất cẩn lắm. Ăn ở làm sao mà để bị không biết nữa. Ừ. Mà sao em nằm đây rồi nhà cửa không có đứa nào chăm sóc em vậy? Ừ. Vợ thì không biết nó đi đâu. Nó đi chợ mà nãy giờ mấy tiếng đồng hồ. Còn con thì nó đàn đúm hát sướng. Ôi nó có lo gì cho em đâu anh hai ơi. Em bị tai nạn vậy mà không thông báo cho anh biết. Để vợ chồng anh á, mang xe tới đưa cho em đi khám rồi chở em về. Chứ làm cha làm chồng mà con cái nó không lo như vậy tủi thân lắm. Ủa mà tại sao Thím ba lại không báo cho vợ chồng anh biết? Anh ơi, anh ơi. Không lẽ coi anh là người dưng? Đừng anh đừng nói vậy anh hai. Trời ơi vợ chồng em sợ anh phiền. Phiền cái gì? Anh em ruột trong nhà mà không có báo cho anh biết á, bà con lối xóm người ta mới dị nghị, người ta nói làm anh hai mà không lo được cho em út của mình. Ừ người ta nói rồi đó là lâu rồi. Nhưng mà sống thì vợ chồng em chà đạp dư luận mà sống anh ơi. Em nói vậy đâu được. Để anh đợi vợ em về á, anh nói chuyện vợ em. Coi tại sao vậy? Đi chợ 2 tiếng đồng hồ như Sáu đi thăm biển không biết dừng nào mới về. Ủa, đây. Anh hai mới qua chơi hả? À. Em mới đi trước em nghe nói là anh qua để đợi em hỏi gì phải không? Không, tôi qua tôi thăm chú ba, nghe nói chú ba bị tai nạn tôi qua coi làm sao. Dạ. Với hơn nữa tôi cũng đâu có dám ý kiến gì gia đình của chú Thím đâu. Nhưng mà tôi muốn hỏi là chờ chắc Thím chăm sóc cho thằng em tôi cực lắm phải không? Dạ, cũng đâu có cực gì đâu anh. Chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nó nằm trong lòng bàn tay của em mỗi ngày mà. Bao nhiêu năm nay nó vẫn là như vậy rồi. Thành ra đối với cái ổng bị vấn đề này là chuyện nhỏ. Mà đâu phải lần đầu tiên. Lần thứ mấy rồi. Gì vậy? Ông làm gì vậy? Anh thấy không? Đó, nằm ở đây mà còn vậy đó. Thấy chưa? Đầu băng vậy đó mà còn hất em kiểu vậy đó. Hỏi anh là bình thường thì sao? Thì chú ba lại nhảy vậy thương mà. Người nó quạo quọ nó khó chịu vậy thôi. Nay dạ? Thím ba đi đâu về vậy? Em đi chợ mua đồ ăn về để lo buổi trưa nè anh. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy thôi hôm nay Thím ba nấu gì ăn ngon á, để tôi kêu vợ tôi qua đây hai chồng tôi ăn ké. Vợ tôi hôm nay đi coi đất. À, không có nấu cơm. À vậy hả? À. À, nếu mà vậy sẵn tiện hay ghé ăn cũng được. Mà nhà em thì cũng ăn bình thường như mọi ngày thôi. Ủa này nấu món gì? Em làm trứng chiên, rồi miếng canh, rau xào vậy thôi đó. Chú ba bệnh hoạn, tai nạn vậy. Tại sao không hầm đồ bổ cho chú ba? À, dạ thì hôm nay lo bệnh cho ổng hết rồi. Nói chung là cũng đang khó khăn. Thành ra gia đình mình tiết kiệm chút xíu. Nếu mà vợ chồng anh ăn không được thì thôi, để em kêu tụi nhỏ chở em ra chợ mua món khác để nấu để cho anh chị ăn. Chứ còn đây không có xứng đáng anh ơi. Cái gì vậy? Anh nói không xứng đáng là sao? Lãi nhãi gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh hai. Nhảy gì? Mày nói ai không xứng đáng? Thì tôi nói vậy đó. Ai? Ông ngộ quá à. Đó thấy chưa? Tay chân đầu óc ông thay tới đây tỉnh táo á. Không tỉnh táo còn vậy mà tỉnh táo bởi cho nói ông ăn hiếp tôi dữ lắm. Anh hai thấy rõ ràng chưa? Hiếp ai? Ăn hiếp ai? Ai? tôi bệnh hoạn mà bà không có chăm sóc gì cho tôi hết trơn. Sao mà tôi không chăm hả? Ông nói lại coi, cái nhà này nói sao mà tôi không có chăm ông, không chăm ông mà bây giờ ông nằm đây hả? Không chăm ông là bây giờ ông nằm trong cái nó giống như vậy nè, đậy nắp lại đó cho ông biết đó. Nói vậy hả? Nói vậy hả? Mà cái này tại ai? Tại ai? Ủa không lẽ tại tôi? Trời, nói chuyện hỏi thức cười ghê á. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết trơn hết trời á, chứ bà đừng có đổ thừa. Cái này bụng tôi muốn rồi tai nạn hả? Mệt quá. Đầu dây mối nhợ tôi nói cũng bà đó. Tôi làm cái gì mà ông bị như vậy? Tôi bị như vậy á, tôi nằm, tôi thiêm thiếp. Nhưng mà tôi chim bao, tôi thấy bề trên về nói với tôi, tôi với bà là không có duyên không có nợ, thấy không? Mà ăn ở làm chi, nay mấy chục năm, để rồi á lãnh quả cho nhau. Trời đất ơi, ngộ hết sức luôn. Nghiệp chướng phải trả chứ sao? Nghiệp chướng hả? Kiếp này á là tôi với bà không có còn nợ nần gì hết. Tại sao mà cứ đeo bám theo tôi mà sống hoài vậy? Trời đất ơi, nói chuyện nghe thích cười ghê. Tôi đeo bám theo ông để sống. Trời ơi, tôi muốn đi dữ lắm rồi mà tôi không có được đó. Bởi vì tại sao? Tôi thương con thôi. Ê, ông đừng có nói kiếp này kiếp nọ, xin lỗi nha. Tự tôi cũng cố gắng hết kiếp này thôi, chứ kiếp sau là không có hẹn nữa đâu nha. Xin lỗi chứ bà, gặp mặt nha. Này chán dữ lắm mà tôi cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Tôi không chán bà hả? Thà tôi dòm cái tô bún bò Quế còn hơn tôi dòm cái bản mặt của bà. Cái tô bún bò là tôi nấu, tâm hồn tôi, con người tôi nằm trong cái tô bún bò đó đó. Mai coi còn không? Mai mới vừa bắt bếp mà ta hất đổ cho bà coi. Đó, anh nghe chưa? Con gì mà kỳ cục. Gạo, cơm. Không bao giờ nói chuyện với mấy người nữa. Anh thấy cũng dữ chưa? Cơm gạo nằm trong cái nồi bún bò đó đó. Mà ăn nói cái kiểu đó đó. Anh ngồi chơi đi, em vô em nấu cơm đây. Mệt quá. Ngồi đây hồi bất công gây lộn với ổng nữa. Bà nói gì á? Ông là ông nội tôi dám nói gì. Băng cái đầu vậy mà còn giữ như quỷ vậy đó. Không băng cái đầu làm sao? Coi vợ con nói vậy đó. Tôi quá mệt rồi, đừng có nói nữa. Từ nay tiệt thực, tôi không ăn cơm. Cầu mông mà, đừng có ăn nha, nhịn luôn nha, nha. Bánh không. Qua thăm em trai mình, sao giống dự tiệc chia tay quá vậy ta?